Sáng hôm sau, đó là ngày mà bọn lính ngục bắt tụi tù con nít phải dọn cầu tiêu của hai dãy Ba Ti Măng 1 và 2. Cầu tiêu ở Ba Ti Măng 2 cũng bị tắt như bên Ba Ti Măng 1. Hầu hết tù người lớn đã đi làm cỏ vê. Trên sân lao lúc này chỉ còn lại bọn tù con nít và mấy người già yếu. Lượm và các bạn trong đội đang ngồi trên thành bể xi măng giữa sân lao. Lượm kể chuyện cái đêm cùng với tư giác đi rải truyền đơn, phối hợp với các anh lớn đánh đồn hộ thành. Nghe lượm kể chuyện, nhưng mắt đứa nào cũng nơm nớp nhìn về phía cửa Ba Ti Măng 2, nơi tụi băng lép sẹo đang tụ tập chúng biết thế nào bọn lép sẹo cũng sắp sửa kéo đến gây sự bắt chúng phải đi dọn cầu tiêu thay cho chúng như mọi lần không biết anh lượm có dám đứng ra đối địch với tụi nó không nhiều đứa nghĩ vậy tuy chúng đều công nhận lượm gan liều cứng cổ nhưng chúng vẫn cảm thấy tụi băng lép sẹo đông hơn mạnh hơn liều mạng hơn và đặc biệt trong người đứa nào cũng dắt dao cảm giác lo sợ phấp phỏng trong lòng chúng mỗi lúc một tăng hôm qua đứa nào nói cũng hăng nhưng lúc này sắp sửa vào trận nhiều đứa run sợ muốn tháo lui không khéo tụi nó đâm mình chết mất có đứa nghĩ vậy và tự nhiên tái mặt Lượm cũng biết vậy nên nó cố tìm cách làm cho cả đội vững tâm bằng cách kể chuyện và làm bộ như không coi tụi lép sẹo ra mùi mẻ gì. Nó nghiến răng tự nhủ. Dù có bị tụi nó xúm lại đâm gục cũng phải đương đầu chống cự đến cùng. Mình mà tỏ ra hoảng sợ đội sẽ tan ngay. Và nếu muốn sống mình cũng đến nước phải đi đấm bóp gãi ghẻ cho tụi ba dè móc túi đó ngủ. Tê, Tê, tôi hẳn kẻo đến tê. Nhiều tiếng thì thào hoảng sợ cắt ngang câu chuyện của Lượm. Lượm ngoảnh lại, nhìn mấy đứa vừa thì thào, thấy mặt chúng đều tái nhợt. Cặp mắt nó lóe ánh giận dữ, nói rít qua kẻ răng. Tôi hẳn là cọp hay béo, mà ngõ bồ các cầu muốn đãi ra quân rửa từ cửa ba ti măng hai cả băng lép sẹo mười hai đứa đang rùng rùng kéo đến lép sẹo đi trước tụi đàn em bám theo sát gót hắn cả bọn vé mặt thằng nào cũng hùng hùng hổ hổ rõ ràng cái băng trộm cắp này kéo đến với ý định đánh nhau trước lúc kéo đến lép sẹo nói với bọn đàn em Bữa nay mà anh em mình không đập chết tụi hẳn thì anh em mình sẽ đến nước phải đi làm đầy tở cho tụi hẳn. Trước nhất là tất cả phải nhào vô làm thịt cái thằng móc cức đó. Hẳn là tên tự thù của anh em mình đó. Mặt mũi đứa nào coi cũng gớm ghiếc, chẳng khác gì mấy cái nùi rác mình móc lên dưới hố cầu tiêu. Lượm nheo mắt nhìn chúng nghĩ vậy và quay lại nói với các bạn. Khi nào nghe tao hô một tiếng là phải sống vô hết nghe. Lép sẹo cũng giống như hôm lượm đập lộn với hắn. Áo bạc ti văng lem luốt, rộng thùng thình phanh ngực, khoe cái đầu lâu và hai xương chéo xăm trên ngực. Quần đùi sắn đến bẹn, thì ra trên cặp quần chéo ngang rốn là cái cán dao găm. Cái miệng hắn rộng ngoát, cặp môi dài ngậm lắc lẻo điếu thuốc quấn bằng giấy báo. Khuôn mặt hắn vẫn chưa hết dấu vết trận đòn hôm trước, hai má và môi trên bị dập, thâm tím, hai ba cục u đỏ bầm trên trán nên trông càng thêm vẻ du côn anh chị. Bọn đàn em đứa nào một tay cũng đút vào bên trong bụng áo. lành đứng đằng sau lượm, nói giọng run run. Anh chủ ý tay đứa nào cũng nằm cản dao dẫu trong ảo đó. Nghe vậy, cố hết sức mà lượm vẫn thấy lạnh dọc xương sống. Tao chấp! Lượm gằn giọng trả lời lanh, không quay mặt lại và tự nhiên nó thấy tức tối với chính nỗi sợ hãi của mình. Thúi níu nhẹ giặt áo lượm nói gần như thì thầm. Hay anh đệ túi la, tiếp cửu cho bọn lĩnh ngục chày vô. Không cần! Lượm lắc đầu. Tôi hẳn tượng anh em mình sợ, lại càng làm già. Một cơn gió lốc thổi xoáy làm tung bụi cát trên sân lao mờ mịt. Tụi băng lép sẹo đứng lại, nhiều đứa đưa tay lên dụi mắt. Một ý nghĩ lóe sáng trong ốc lượm, nó nói. Mọi đứa vốc hai tay hai nắm cát, hệ tụi hẳn rút dao là ném cát vô mặt luôn. Sống vô giật lấy dao, rồi đập cho tụi hẳn không kịp trợ tay nghe ngậm nhét cái đinh 20 phân đã được mài nhọn hoắt vào bàn tay lượm nói Anh cầm cái đinh đi để tôi rành tay ném cát Không cần, tay không, tao chấp tụi hẳn vẻ mặt và giọng nói cứng cỏi của lượm tự nhiên làm các bạn trở lại vững tâm Những ngày chiến đấu ở mặt trận Huế đã dạy cho nó một điều quan trọng Trong giây phút hiểm nguy của trận đánh một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức chuyển bại thành thắng. Khi chỉ còn cách bọn lượm chừng 10 bước, lép sẹo bỗng đứng lại. Lượm rẽ các bạn bước lên trước, hất hàm hỏi cả bọn. Tôi bay muộn chi? Lép sẹo tránh không nhìn lượm, nói với bọn trẻ đứng sau lưng lượm, giọng hách dịch, ra lệnh. Tôi bay đi vô ba tim ăn hai giòn cứt ngay. Sản ni phải giòn cứt. tụi bay không nhỡ à. Đứa mô bọ việc thì chợ có trách đài ca lép xèo nghe. Mề đập hơi nặng tay. Hắn giả giọng các mẹ rồi giả giọng tây sai khiến tù làm cỏ vê. A à lê, mau lên, viết minh, mau lên. Bọn đàn em hắn cười lên hi hí, khiêu khích, lượm nghiêm mặt nói. Tụi bay vô mà dọn lấy, sai ai? Phần của tụi tao bên ba tim ăn một, tụi tao dọn rồi, bên nợ là phần của tụi bay. Lép sẹo chích miệng nhổ cái tàn thuốc, hai mắt dục đỏ kè, gầm mặt hỏi. Mỹ là cha tụi hẳn hả? Là anh em cùng một đồi. Đồi chí, đội thiếu niên chuyển đấu láo thừa phụ. Lượm trả lời liền một cái tên dục thoáng qua óc nó, và tự nhiên chính nó cũng cảm thấy vững tâm hơn với cái tên đội đặt ra một cách bất ngờ đó. Lượm nói tiếp, giọng đàng hoàng rành rọt. Từ giờ trở đi, tôi bay cần gì, cứ nói thẳng với tao. Tôi bay muộn chơi dao, chúng tao chơi dao. Chơi tay không, chúng tao chơi tay không. Muộn hòa thuần, chúng tao hòa thuần Về quốc đoàn với du kích chúng tao tụi Tây, mật thảm, bảo vệ quân, an ninh, sũng đàn đầy mình Tụi tao còn không ngãn Ngãn chí đồ bá con giáo sẻ của tụi bay Đại ca còn chơi chí nữa Đập chết cha hẳn đi Tụi đàn em lép sẹo hùng hổ thét lát Lượm trừng mắt Tao thách đó Thằng nào muốn chết thì cứ vô đây tụi bay đã thấy tao đập lồn như rắn rồi đó. Cả băng lép sẹo gầm ghe sắp sửa rút dao, các bạn của lượm cũng sẵn sàng ném cát. Mấy năm sau, khi Trần Lượm đã thành một tiểu đội trưởng trinh sát nổi danh gan dạ của trung đoàn, mỗi lần vui chuyện, anh kể với các bạn trong tiểu đội chuyện những ngày còn ở trong lao thừa phủ. Đến đoạn này, giọng anh vẫn còn nghẹn lại vì hồi hộp. Anh nói, nếu hôm đó xảy ra đánh nhau giữa hai toán thì độ mẫu là cái chắc và mình có thể bị đâm chết với mấy con dao sẻ của tùy ăn cắp móc tuổi con nít đầu chưa sạch cứt trâu mà tụi nó dự tờn như beo nhưng đúng lúc đó tiếng anh tù điên bỗng la to ở phía cuối dãy ca sô âm phủ ông một điểu ông một điểu thằng mố yểu Chạy chó mau Thằng mô đâu Cứ đứng lại Cả hai toán con nít đều rùng mình Quay hết nhìn ra phía cổng lao Lép sẹo nhanh tay khép dội hai tà áo lại Giấu cái đầu lâu xương chéo xăm trên ngực Và con dao dắt trước bụng Thường lệ cứ dài ba buổi sáng Một điếu lại đi vào lao Rảo một vòng quanh các ba măng Các dãy ca sô Xà liêm xem xét kiểm tra một điếu đã hiện ra ở đầu sân lao Hắn diện bộ sọt kaki vàng quen thuộc Cầu dai áo lấp lánh cái dạch lon quang một Đầu đội mũ ca lô Miệng ngậm cái ống điếu tổ bố bốc khói Tay ngút ngoắt Cái roi như con rắn đen Bên hông đeo sệ khẩu súng lục Cẳng tay cẳng chân hắn dài như tay vượng Tua tủa lông lá Chỉ nhìn thấy bóng dáng tên chúa ngục Có máu điên này tù lao thừa phủ, kể cả người gan lì nhất cũng phải nổi da gà. Điều đáng sợ và nguy hiểm nhất của hắn là hắn đánh tù, bắn tù một cách hết sức bất ngờ. Giá mặt hắn cứ lạnh băng như mặt nạ, nên không sao biết được mà đề phòng. Một điếu đi vào ba tim ăn hai, mấy phút sau hắn đi ra, đứng trên bậc thềm, một tay chống lên bao súng lục, tay cầm cây roi da ngoắt ngoắt hai toán tù con nít đang gầm ghè, sửa soạn đánh nhau. Viên si, lại đây, lại đây. Một điếu không biết tiếng Việt, hắn chỉ trọ trẻ được dài ba tiếng, nhưng hắn không cần thông ngôn. Đối với tù, những tiếng hắn không biết, hắn thay bằng roi và đôi khi bằng đạn khẩu súng lục đeo sệ bên hông. Nhìn cây roi một điếu ngút ngoắt như con rắn đen từ xa, tất cả bọn trẻ đều run rẩy cứ đứng như chôn chân xuống đất, mặt chúng cắt không còn giọt máu. Bé con, viên xì lại đây! Giọng một điếu gằn lại gắt hơn. Nhìn bản mặt cô hồn của tên chúa ngục, nhớ đến trận roi hôm đầu tiên dưới hiên mưa, trong bụng lượm nghĩ cũng rung không khác gì các bạn. Nó lại đang ở trong tình thế mắc kẹt giữa hai đối thủ đều đáng sợ, gớm ghiếc. Một điếu và tụi băng lép sẹo. Nếu chần chừ, nó phải nhận đòn cả hai. Kinh nghiệm chiến sĩ và bản chất cứng cổ đã dắt dẫn nó hành động, đối phó. Phải liều mạng xông thẳng tới, đối mặt với hiểm nguy, rồi tùy cơ tìm cách tự cứu mình bây giờ mà bỏ chạy là chết. Lượm nói to với các bạn, cốt để cho cả tụi băng lép sẹo nghe. Hẳn đạp gòi thì phải đến, không đến hoặc bỏ chạy, hẳn nội điên thì rồi đời đỏ nghe. Các cậu cứ theo tở, có việc chi tở chiều trước. Lượm chạy trước, các bạn liếu ríu chạy theo sát sau lưng. Bọn lép sẹo thấy vậy hoang mang, cũng hấp tấp chạy theo cách bọn lượm một quãng. Lượm đứng lại trước mặt một điếu, ước tính khoảng cách khỏi tầm roi. Nó nói với tên chúa ngục bằng tiếng Pháp, cố để giọng khỏi run. Thưa ông quan hai, chúng tôi có mặt. Nó tăng thêm cho hắn một lon để lấy lòng. Ánh mắt vàng như mắt rắn của một điếu thoáng dễ ngạc nhiên. Mày biết tiếng Pháp à? Thưa ông quan hai, tôi nói chưa được đúng mèo lắm. Mày là Việt Minh? Tôi là học sinh trường Lít Còn bọn kia? Một điếu khoát cây roi chỉ các bạn đứng sát sau lưng lượm. Thưa ông quan hai, toàn là trẻ con, con nhà nghèo. Chúng không được đi học, chúng phải đi chăn trâu, bản báo đánh dày để từ núi sống tại sao chúng bị bắt tại chúng đi qua các trạm kiểm soát mà không có giấy thông hành lượm trả lời bừa bọn băng lép sẹo đứng cách đó chừng mươi bước chúng kinh ngạc khiếp đảm nhìn lượm đối đáp với một điếu bằng tiếng tây lầu lầu chết cha rồi chúng sợ đến muốn tắt thở nghỉ bụng thằng móc cứt biết tiếng Tây, chắc hắn đang suối một điếu đập chết mình đó. Một điếu đưa cây roi qua dai, chỉ vào ba tim măng. Tại sao chúng mày không dọn sạch các cầu tiêu? Hắn vừa hỏi, vừa bước xuống các bậc tam cấp, lũ lười biếng. Hắn bất thần quát to và dung cây roi lên. Biết hắn sắp đánh nhưng lượm cố hết sức không rụt cổ, né người tránh đòn. Nó liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt tên chúa ngục, nói rành rọt với thứ tiếng Pháp khá đúng mẹo. Thưa ông quan Hai, chúng tôi không phải là những đứa trẻ lười biển. Chúng tôi biết rõ bộn phần của chúng tôi. Toán chúng tôi có nhiệm vụ dọn vệ sinh ở Ba Tí Măng Một. Chúng tôi đã làm xong, mời ông sang kiểm tra, còn dọn vệ sinh ở ba tí hai là nhiệm vụ của bọn kia. Lượm chỉ vào cả băng lép sẹo. Thái độ chững chạc và câu trả lời bằng tiếng Pháp đúng mẹo của lượm làm cho một điếu tự nhiên hạ cây roi xuống. Hắn chỉ roi vào mặt tụi lép sẹo, hỏi Những tên nhơ bẩn kia tại sao chúng bị bắt? Bọn chúng là Việt Minh hả? Thưa ông quan Hai, không phải. Chuẩn bị bắt vì tội trộm cắp. Bọn trộm cắp à? Một điếu chiếu cặp mắt sâu hoắm vàng như mắt rắn vào tụi lép sẹo, ngoắt ngoắt đầu roi gọi. Lại đây! Lại đây! Và một tay hắn mở bao súng lục. Bọn lép sẹo rú lên khiếp đảm, nhiều đứa òa khóc, chắp hai tay vái lấy vái để một điếu. Con lầy ông! con lầy ông một số đứa nhấp nhỏm định bỏ chạy lép sẹo cũng định bỏ chạy nhìn vẻ sợ hãi đến cùng cực của bọn trẻ rách rưới khốn khổ nỗi giận dữ trong lòng lượm bỗng tiêu tan nó cảm thấy thương hại chúng nó nói với cả bọn giọng như ra lệnh đừng chạy chạy hẳn bặn chết cha bay ngay bước lại gần đây rồi tao xin hẳn cho nó quay sang nói với một điếu thưa ông quan hai Xin ông tha tội cho chúng lần này tôi sẽ bảo với chúng dọn sạch cầu tiêu trong vòng nửa giờ nửa giờ sau nếu bọn bẩn thỉu ấy không dọn sạch mày hãy báo cho tao biết một điếu nói với lượm và đút súng vào bao hắn ngút ngoắt cây roi đi sang kiểm tra ba Măng một lượm bước đến đứng trước mặt lép sẹo, nói giọng nghiêm khắc. táo đã xin hẳn cho tụi bay rồi đó, kẹo nhau vô mà giòn ngay cầu tiêu đi, trong vòng nửa giờ phải giòn cho sạch, vứt hết dao đi, đồ ngu. Tao mà nói với hẳn, trong người tụi bay đửa mô cũng dắt dao để rình giết hẳn, thì tất cả tụi bay đã ăn đàn suốt lượt rồi. Bị lượm mắng nhiếc, nhưng cả bọn không đứa nào dám hó hé chúng cúi mặt xuống đất riêng lép sẹo trân trân nhìn lượm với ánh mắt căm hờn từ ngày vào tù đến nay chưa một ai kể cả người lớn dám mắng nhiếc hắn như lượm mà mắng nhiếc ngay trước mặt bọn đàn em của hắn chứ bây giờ thì tụi đàn em còn coi đại ca lép sẹo này ra cái cức gì nữa hắn nghĩ vậy vừa cay đắng vừa nhục nhã nhưng bây giờ hắn lại không dám làm gì lượm. Hắn nghĩ, thằng móc cứt đó biết tiếng Tây, hắn chỉ cần xì lô xì là với một điếu dài tiếng là mình phải ăn đạn rồi. Tổ cha nó. Lép sẹo gầm lên trong bụng, một ý định liều lĩnh thoáng dục qua trong óc hắn. Mình phải đâm cho nó một dao vô giữa ngực rồi tự đâm chết mình luôn sống mà phải chịu nhục như vậy thì sống làm gì? Một điểu ra, một điểu ra. Tiếng một đứa trong bọn hắn run rẩy kêu lên. Lép sẹo ngoảnh lại thấy tên chúa ngục từ trong cửa ba tim măng một bước ra và đang nhìn về phía tụi hắn. Lượm nói, kẹo nhau vô mà giòn cất ngay, không chết cả bọn bây giờ. Để tôi ra lấy cái thung đừng cất hí. Một thằng cuốn quít nói, để tụi tôi giòn cho, đài cá không phải giòn. Một thằng giọng xun xoe. Bóng dáng lông lá của tên hung thần chúa ngục với khẩu súng bên hông, cây roi ngút ngoắt trong tay, lập tức làm cho ý định liều lĩnh trong đầu lép sẹo tiêu tan. Tổ cha bay! Lép sẹo bất thần trút cơn giận dữ lên đầu bọn đàn em, hắn nghiến răng quạo mặt chửi. Đi vô giòn cất hết, thằng mố cũng phải giòn và chính hắn chạy vô batiman trước tụi đàn em líu ríu chạy theo lép sẹo đứng sững lại trước dãy cầu tiêu ngọc ngụa phân dòi mà từ trước đến nay hắn chỉ đứng từ xa để sai khiến tụi ngoài kia hốt dọn như một viên cai tù sai khiến tù và bây giờ tự nhiên xuất hiện một thằng chó chết ở đâu nhỏ con ốm yếu thua xa hắn dám đập lại hắn dám mắng nhiếc hắn là đồ ngu, lại bắt buộc hắn tự tay phải hốt cức. Hắn nghĩ vậy, và cái miệng rộng ngoác đầy quyền uy, quen sai khiến của hắn tự nhiên méo sệt như méo. Một giọt nước mắt đặc quánh như dầu lăn trên gò má lem luốc của hắn. Có thể gọi tên giọt nước mắt trên má tên anh chị vị thành niên này là thù hận, nhục nhã rảnh tay được một chút với tụi băng lép sẹo lượm nghĩ ngay đến việc tìm xem chỉ huy trưởng mặt trận khu C hiện đang bị giam ở xà liêm số mấy để có thể giúp đỡ ông mất hai ngày mày mò điều tra lượm và các bạn trong đội mới phát hiện ra ông đã bị bọn chúng chuyển lúc ban đêm sang dãy ca sô âm phủ giam ở ca sô số 6 Mỗi ca sô gần sát mái có một khuôn cửa rộng chừng sáu tấc vuông, cắm chấn song sắt to bằng chét tay. Những người tù bị giam trong ca sô cứ chiều chiều lại trèo lên, thả qua khuôn cửa sổ đó ra bên ngoài, cái ống bơ có buộc dây như kiểu thả gầu xuống giếng. Họ thả xuống như vậy để chờ những người tù bên ngoài đi làm cỏ vê về, thương tình rót cho họ một ít nước trong hoặc cho một mẫu bánh mì, một chút thức ăn. Nhưng mười ống bơ thòng xuống cũng chỉ dài ba ống bơ kéo lên là có nước, có bánh hoặc thức ăn. Tất cả tù đều trong tình trạng đói khát ghê gớm nên bớt ra được chút nước, chút bánh để cho là chuyện hãn hữu vì khuôn cửa chiều ngang quá hẹp Nên người bên trong không thấy được người ở bên ngoài cho gì vào ống bơ Thấy ống bơ nặng nặng là họ kéo lên Lâu nay, bọn con nít trong băng lép sẹo vẫn bày trò tinh nghịch Chúng bỏ gạch dở, đất, cát vào ống bơ để đánh lừa những người trong ca sô Tệ hơn, chúng còn đánh xoáy nước, bánh trong các ống bơ trước khi họ kịp kéo lên Nghe thằng Lanh kể chuyện, lượm nổi điên. Đứng giữa sân lao, lượm nói to với các bạn, cho cả mấy đứa trong băng lép sẹo đang đứng gần đó nghe tiếng. Đồ chỏ! Từ giờ trở đi, hệ các cậu thấy bất kể thằng mố làm như rửa, là sống vô đập chết luôn. Đập chết! Nghe chưa? Tụi băng lép sẹo bảo nhau. Mấy người bị giam trong đó toàn là Việt Minh hạng nặng. Việt Minh về cu đê với du kích là họ bên nhau gớm lắm. Tụi mình sớ rớ mà chọc vô, tụi nó sẽ xúm lại đập chết thiệt chứ không phải tụi nó nói dọa. Một thằng bướng bỉnh, gân cổ nói Tao cử chơi, coi tụi hằng có làm chi được tao không? Và chiều đó, thằng này đã lén bỏ một dốc cát vào ống bơ nhưng các bạn của lượm không nhìn thấy thằng này đắc chí vênh váo kể lại với đại ca lép sẹo để khoe gan hắn tưởng đại ca sẽ cười tán thưởng và khuyến khích hắn cứ làm tới nữa đi không ngờ lép sẹo quay mặt giọng luôn cho hắn một đạp ngã sắp và chửi đồ ngu trước thái độ giận dữ bất ngờ của lép sẹo bọn đàn em đều sửng sốt chúng nhận ra rằng đại ca của chúng chưa lần nào tham dự vào cái trò tinh nghịch của chúng nhưng đại ca nổi khùng nhiếc chúng là đồ ngu như lần này là lần đầu một ý nghĩ ngờ vực thoáng qua óc chúng hay đại ca cũng bắt đầu sợ cái thằng móc cức đó bốn dãy ca sô chỉ có ba bốn khuôn cửa sổ là không có ống bơ thòng xuống trong số này có khuôn cửa sổ số sáu nơi giam chỉ huy trưởng lượng biết rằng chỉ huy trưởng mới vào tù ông tìm đâu ra được ống bơ với dây đây và điều quan trọng hơn là nó không bao giờ tưởng tượng nổi một người như chỉ huy trưởng lại thả ống bơ xin nước xin bánh như những người bình thường khác ông là phải mang súng săn voi của bảo đại đi lừng lững trong chiến hào với đôi ủng lấm bùn và dương súng bắn hạ xe bọc thép của giặc đó là hình ảnh độc nhất về chỉ huy trưởng mãi mãi gắn chặt vào trí tưởng tượng của nó nếu biết ông cũng hành động như những người bình thường khác chắc nó sẽ vô cùng đau khổ đó là nỗi đau khổ lớn lao của những tâm hồn ngây thơ, cuồng nhiệt khi thấy thần tượng bị sụp đổ. Nhưng với kinh nghiệm tù đầy mới học được, lượng biết lúc này ông đang phải nằm trần trụi trên nền xi măng lỡ lấy, hôi hám, đang đói rung người và khát cháy cổ. Ôi chao, chỉ huy trưởng làm sao mà nuốt nổi vắt cơm tù vừa sống vừa nhão với mấy cục muối mỏ mặn chát chứ nó nghĩ vậy mà nước mắt ứa ra nó đào ốc nghĩ cách tìm ra nước trong bánh mì để chuyển vào cho ông nước trong thì có thể kiếm được nhưng bánh thì đào đâu ra thằng lanh thông thạo đủ mọi chuyện trong tù nói với lượm các anh tu đi làm ở sở anh Tăng răng, họ thường ăn cắp được những ổ bánh mì rất to. Họ cắt ra bảng cho những người có tiền, nhưng anh em mình làm chi có tiền? Thúi reo lên. Tôi có tiền đây, tiền bảng kèo giàu nò vẫn còn ý nguyên mà, anh lượm đi. Nó lộn cổ áo, lôi ra mấy tờ giấy bạc cuộn tròn như cái ống hóp, đưa cho lượm một lát bánh kha khả mà ngon, ước đồ mấy đồng. Hai đồng chữ mấy? Lượm đếm tiền đưa cho Lanh hai đồng nói. Mới nói với các anh bạn rẻ vô nghe. Rồi đưa trả số tiền còn lại cho Thúi. mi cất đi, lỡ khi có việc cần. Lượm và các bạn chia nhau đi kiếm dây, ống bơ, xin nước trồng ở các toán tù đi làm cỏ về về việc chuyển nước và bánh vào ca sô qua khuôn cửa tò giò không khó lắm. Bốn đứa đứng chụm lại, tay bá vai nhau kết thành bệ, công kênh lượm đứng lên vai. Lượm với hai tay níu chấn sông sắt đu người lên. Răng em cắn đầu sợi dây điện thoại, một đầu dây có buộc ống bơ đầy nước và miếng bánh lanh vừa mua được. Nó áp mặt vào giữa hai chấn sông nhìn vào bên trong bên trong ca sô tối mờ xông lên mùi hôi ngột ngạt lượm gọi chị huy trưởng, chị huy trưởng. ai gọi gì đấy từ bên dưới vọng lên tiếng hỏi giọng khàn khàn yếu ớt nhưng nó vẫn nhận ra đúng giọng chỉ huy trưởng Ôi, làm sao nó có thể không nhận ra cái giọng nghiêm trầm đã nói với đội những lời thống thiết về nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ, về chiến đấu cho sự sống còn của tổ quốc trên sân chùa từ đà mới ngày nào. Lượm gần như nhét đầu vào giữa hai chấn song sắt Nhưng không sao có thể nhìn thấy chỉ huy trưởng đang nằm hoặc ngồi ở bên dưới Dạ, em là lườm ở đồi thiếu niên trinh sát em chiến đấu ở mặt trần khu c em bị bắt sau trận hồ thành ở đây có nhiều bàn cùng tuổi với em là liên lạc của du kích bộ đội địa phương chúng em họp lại thành đồi để bên vực giúp đỡ nhau ừ các em làm như rửa là rất tốt tiếng chỉ huy trưởng giọng lên chúng em kiểm được ít nước trong và bánh gửi vô anh giọng lượm nghẹn lại nó khẽ khàng thận trọng kéo ống bơ và lát bánh mà thúi ở bên dưới bưng hai tay đưa cao quá đầu lên đến sát khuôn cửa nó đút hai thứ qua chấn sông rồi thòng xuống cho đến lúc nghe tiếng đáy lon nước chạm khẽ trên nền xi măng trong lúc đó lép sẹo và bọn đàn em hắn đứng ở góc sân đằng kia chăm chăm nhìn lại lép sẹo áo phanh ngực, điếu thuốc ngậm lệch bên mép, mắt nheo nheo nhìn lượm đu người như con dượng vào chấn sông. Hắn gầm gừ. Tùy ni liều màng thiệt, hắn coi một điểu với các cha lĩnh canh bằng nửa con mắt. Một tên đàn em có ve mắt thì thầm với lép sẹo. Để tôi chạy ra mẹ mẹ ông lĩnh gác, mẹ ông vô nền tụi hắn một trần bản sủng cho bọ ghét nghe tụi hạng đang dồn dồn nháo rửa, chạy không kịp mô. Thằng này co giò định chạy ra cổng lao, lép sẹo bất thần túm chặt cổ áo thằng này lôi giật lại. Hắn nhổ phắt cái tàn thuốc, dùng tay tác thằng này một tác tai ngã dúi xuống đất rồi chửi. Đồ ngu! Lượm nghe tiếng huyết gió của ngạnh làm nhiệm vụ cảnh giới, báo tin tụi lính sắp sửa đi vào. Nó hỗn hển hỏi gấp chị Huy trưởng có biết bạn về liên lạc hiện nay ở đâu không? Em về cùng bị bắt với tôi, có lẽ chúng đưa về giam ở lao tòa khâm đó. Lượng muốn hỏi thêm có phải ông bị bắt vì có đứa phản bội chỉ điểm không? Nhưng xa xa tiếng huyết gió của ngạnh càng gian to, thúc bách hơn. Nó dội vàng nhảy đứng xuống dài các bạn, tụt nhanh xuống đất khi mẹ lai tàn tật cùng với hai tên lính tay dùi cui tay súng đi vào đến sân lao thì lượm và các bạn đang chơi trò nhảy cừu trưa hôm sau lượm và các bạn trong đội lại sửa soạn nước trong và bánh mì để tiếp tế cho chỉ huy trưởng nhưng khi nó trèo bám lên khuôn cửa gọi to nhiều lần nó mới biết xà lim trống không lượm và các bạn không ngờ lon nước và lát bánh hôm qua là bữa ăn cuối cùng của chỉ huy trưởng mặt trận khu C Phùng Đông. 12 giờ đêm hôm qua, bọn mật thám đã bí mật đến xích tay ông cùng với năm người tù khác bỏ lên xe bịch bùng chở thẳng vào Đà Nẵng. Không dụ hàng khuất phục nổi, chúng đã hèn hạ bắn ông và năm người tù đó trên bãi biển bán đảo Sơn Trà rồi ném xác xuống biển. Diệt chỉ huy trưởng bị đưa đi mất tích trong đêm và tinh vệ to đầu bị bắt cùng với chỉ huy trưởng. Có thể hiện nay đang bị giam ở lao tòa khâm làm lượm bàn hoàng choáng váng. Hai đêm liền nó nằm mơ thấy ông. Nó thấy mình cùng với cả đội đang tập hợp trước sân chùa Từ Đàm chỉ huy trưởng xuống ngựa, bước nhanh lên các bậc tam quan, với đôi ủng lắm bùn đất chiến hào. Khẩu súng săn voi đeo bên vai cái mũ cối tiếp phòng quân màu cỏ úa, quay mũ ôm dòng hai bên má và cái cầm râu mới cạo xanh biếc. Cặp mắt sâu và rất sáng, nghiêm nghị lướt nhìn cả đội. Như ông đang cân nhắc ước lượng sức dốc và lòng can đảm của mỗi đội viên để giao nhiệm vụ. Lượm choàng tỉnh dậy, thấy hai má mình ướt đầm nước mắt. Rất có thể, không phải một tháng, hai tháng, mà phải mất nhiều tháng, nhiều năm nữa. Chúng ta mới đánh đuổi được hết bòn bản nước và cướp nước, giải phóng được tổ quốc, giải phóng thành phố thân yêu của chúng ta. Nếu thể hệ chúng tôi chưa làm xong được sự mền lợn lao này, thì thể hệ các em phải nối tiếp sốc tới, hoàn thành cho bằng được. Lời khuyên dặn hôm nào của ông trước giờ ra trận, lúc này lại gian vọng trong trí nhớ lượm, với một ý nghĩa mới mẻ khác thường. Giúp nó bình tâm trở lại, nâng đỡ nó trong cuộc chiến đấu đơn độc, không đồng đội, không người hướng dẫn, chỉ huy. Nó dục giả thôi thúc lượm gắn gỏi làm tốt những việc mà chính nó tự đề ra. Việc quan trọng nhất là hàng ngày, nó cùng với các bạn trong đội kiếm nước trong, đổ vào các ống bơ của các anh bị giam trong hai dãy ca sô âm phủ thòng xuống. Xe nước vừa về là bọn trẻ đã có mặt quanh hố nước để giành múc được nước trong, nhưng vì tranh giành quá hỗn loạn Nên dù nước múc được trước cũng đục ngầu Khăn khẳng mùi bùn mùi rác Dù hàng ngày đều phải uống thứ nước đó Có khi còn đục bẩn hơn Nhưng phải rót cho các anh Lượm và các bạn đều thấy khổ tâm Muốn kiếm được nước trong Nhất thiết phải đi làm cỏ vê Lượm bàn với các bạn chọn ra bốn đứa cùng với lượm nữa là năm sức dốc hơn cả tìm cách chen bừa vào các toán tù đang sắp hàng trên sân lao đợi xe các công sở đến chở đi nhưng lần nào lượm và các bạn cũng bị gạt lại các công sở không chịu nhận tù con nít đi làm cỏ về một buổi sáng tù đi làm cỏ về đã vãn hết trong sân lao chỉ còn lại tù con nít mấy người già yếu dài anh tù mới vào hôm qua chưa có công sở nào lấy đi làm không có việc gì tù con nít người già yếu kéo ra đứng chen chúc sau khuôn cửa sắt đóng chặt của lớp tường trong nhìn ra cổng chính trên nóc cổng chính có cây cột cờ ngắn ngã chết ra đường buổi chiều một tiểu đội lính ngục do viên đội hoặc tên cai điều khiển súng giác dai hô ắc ê đi qua hai cánh cổng chính mở rộng tập hợp thành hàng ngang trên đường làm lễ kéo cờ những người tù không được đi làm cỏ vê thường đứng trực ở đây chờ bọn lính mở cổng ra kéo cờ sẽ nhìn khúc đường phố lát đác có người qua lại dù chỉ mươi phút Bọn tù con nít bị giam giữ lâu ngày giữa hai lớp tường cao dòi dọi, nhìn ra đường phố với ánh mắt háo hức, thèm khát, trông thật tội nghiệp. Sáng nào có một điếu đứng trong sân nhìn ra, viên đội, tên cai điều khiển lính làm lễ kéo cờ rất hùng dũng, oai vệ. Tiếng hồ Gardebu Presente u, uh, nghe rất giọng dạc, đứng tận sân lao bên trong cũng nghe tiếng. Nhưng sáng nào vắng mặt một điếu, bọn lính ngục đều làm quấy quá cho xong chuyện. Chúng kéo ra chỉ bốn năm đứa như đi dạo mát, súng giác ngã nghiêng. Chúng kéo phăng cờ lên, không hô hét gì hết, rồi đi sang bên kia lề đường hút thuốc, ăn quà. Sáng hôm đó mẹ lai tàn tật điều khiển việc kéo cờ mẹ lai tàn tật giao cho một tên kéo cờ còn hắn và những tên kia xúm lại quanh mấy gánh hàng quà bánh canh xôi bắp bún bò nói cười toe toét lá cờ tam tài vừa kéo lên lưng chừng cột anh tù điên đứng sát bên lượm hai tay nắm chấn song sắt cửa lay lay rồi bất ngờ kêu toáng lên ông một Điểu ơi là ông một điệu ơi ông ra mà coi quân lĩnh của ông kẹo cờ đài pháp mà như kẹo tù vô sa lim tề không pre răng tê không ử không ỏ cứt chi hết à tụi lính ngục hoảng hồn đang nhai xôi phải nhổ xôi dụi thuốc dứt tô bún đang ăn dở chạy vội sang đường tập hợp và kéo cờ thật nhanh lên ngọn mẹ lai tàn tật vừa sợ vừa cáu Tổ cha thằng điên Hắn chửi và cuối nhặt nửa viên gạch Thẳng tay nhắm đầu anh tù điên mà ném Viên gạch da vào chấn sông kêu con một cái Rồi dội bật trở ra Vừa lúc đó một điếu từ trong nhà đi ra hỏi Cái gì? Cái gì? Anh tù điên ôm đầu méo máu lưu loa nói với một điếu bằng thứ tiếng Tây bồi hổ lốn quen thuộc của anh. Móng dạch năng, lui Anh chỉ vào mẹ lai. Kéo lê de braso phăng xe. Anh làm điệu bộ kéo cờ. Con lũy kéo prisonnie vô salim. Nông gác de bu. Nông presente nông mưu anh chụp tay lượm làm điệu bộ kéo tù moa rap bô mông rạch măng lui mang xê moa viên gạch anh chỉ viên gạch moa cách xê la tết anh ôm đầu nhăn nhó khóc hu hu như bị viên gạch ném trúng đầu một điếu nhận ra lượm liền hỏi bé con có đúng như vậy không thưa ông quan hai Đúng như vậy. Một điếu quay lại nhìn mẹ Lai đang đứng chết điếng, mặt cắt không còn giọt máu. Đồ con lợn! Một điếu gầm lên, hắn bước lại, giật phát cái lon cai trên ống tay áo mẹ Lai tàn tật, dùng roi quất tới tấp lên vai lên lưng, vừa quất vừa chửi. Đồ súc giật, nhơ bẩn! Đồ súc giật, nhơ bẩn! Mẹ lai tàn tật cứ phải đứng gạt đồ bù mà chịu đòn, miệng lắp bắp gian lại. Mong giạch năng, pardonne moa Nếu lúc đó không có một chiếc xe triết, phanh rít, đổ xịt trước cổng lao thì chắc viên cai ngục này sẽ bị đánh cho đến kỳ ngã gục. Chiếc xe do một tên lính da đen lái. Hai tên Pháp xuống xe bước qua cổng lao. Tên lính đều tiểu liên mát và viên đội đeo súng lục. Chúng chào một điếu và đưa giấy tờ gì đó. Lượm tò mò lắng nghe viên đội Tây báo cáo với một điếu. Nó được biết ở một công sở có tên là Post Militaire, tức bưu điện quân sự, cần xin ba người làm cỏ về. Viên quản người Việt Phó Đề Lao mở cánh cửa sắt bước vào, chọn ba người tù lớn tuổi dẫn ra ngoài giao cho viên đội Tây. Viên đội hỏi, Vậy trong ba người, có người nào biết tiện pháp không? Viên quản lý hỏi lại, cả ba lắc đầu. Lượm liền thò cánh tay qua cổng sắt nói to, Thưa ông đội, tôi biết tiện pháp. Mày nói tiện pháp khả không? Viên đội bước đến gần lượm hỏi Tôi nói nhưng không được đụng mèo lắm Viên đội nhúng vai, Thế là mày hơn tao Tao không biết một tiện việc nào Cánh cửa sắt mở ra Viên đội lại gạt một trong ba người ra Và kéo lượm thay vào đó Y quay lại hỏi viên quản phó đề lao Ông đồng ý chứ Đồng ý Viên quản cười bắt tay viên đội chúng ta đi thôi. viên đội hất đầu rất điệu với lượm và chỉ ra xe. Sự may mắn quá bất ngờ này làm cho lượm vui mừng đến nghẹt thở. Nó chỉ kịp quay lại, ngoắt ngoắt tay với các bạn đứng chen chút đằng sau cánh cửa sắt và đi gần như chạy ra chỗ chiếc xe trip đang đổ. Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lòng ngực nó lo sợ có thể viên đội tây thằng một điếu và cả tụi lính ngục nữa sẽ đổi ý giữ nó lại vì chúng chợt nhớ ra thằng tù con nít này đã từng hai lần liều lĩnh dược tù sở post militaire gọi tắt là sở post đóng ở dãy nhà một tầng còn sót lại trong khu vực trung bộ phủ cũ hầu hết những ngôi nhà kiên cố trong khu vực đã bị quân ta đánh sập thành những đống gạch dụng trước khi rút khỏi huế đằng sau sở post cách một khu vườn rộng mọc lút cỏ dại là ngôi nhà hai tầng rộng thênh thang của một công sở khác cũng của bọn nhà binh pháp có tên là cooperative militaire cửa hàng nhu yếu phẩm quân đội Sở này cũng có một toán tù lao thừa phủ hàng ngày đến làm cỏ V. Toán tù gọi tắt công sở này là sở cốt. Ở sở post chỉ có thư từ giấy má, những gói bưu phẩm lớn nhỏ xếp thành dãy trên các giá gỗ kê dọc sát tường. Trong khi đó bên sở cốt, các gian buồn chất cao đến trần nhà, những hòm đồ hộp, bánh kẹo, rượu thuốc lá và nhiều hàng hóa vật dụng khác trông đến ngốt cả mắt xe ô tô lớn nhỏ ra vào rầm rập suốt ngày mua hàng chở hàng đến nhập kho công việc chính của toán tù làm cỏ v ở sở cốp là xếp hàng hóa lên xe chuyển hàng hóa trên xe xếp vào các kho làm cỏ v ở sở cốp hết sức nặng nhọc và thường xảy ra tai nạn vì các hòm hàng hóa nặng hàng tạ, hàng nửa tạ, chỉ cần sơ ý một chút là hòm rơi, lăn đè nát tay nát chân. Nhưng đó chưa phải là điều khổ sở nhất của anh em tù. Hôm đầu tiên bước vào sở làm, cả toán tù hoa mắt vì những của ngon vật lạ xếp như núi quanh mình. Anh nào cũng hí hửng, chuyến này chắc dớ bở họ hy vọng sẽ lấy cắp được đồ hộp bánh kẹo nhưng chỉ sau một ngày họ đã biết mình lầm bọn tây làm ở sở cốp đều là tụi ác ôn cô hồn đánh đập tù tàn bạo không thua gì những tụi chuyên nghề tra tấn ở các sở mật thám an ninh hung dữ nhất là một tên đội tây anh em tù gọi là đội lùng đội lùng người thấp nhưng rất to ngang nên trông hắn gần như vuông. Mặt hắn tròn do như cái đĩa tây, bóng loáng, râu ria cạo nhẵn thính, cặp mắt của loài thú dữ ăn thịt người. Hắn có sức khỏe khủng khiếp của tên đô vật hoặc cử tạ hạng nặng. Một lần, hắn bắt gặp một người tù ăn mấy miếng bánh bích quy rơi ra từ cái hòm dở. Hắn lặng lặng túm hai cổ chân anh ta, nhấc bổng lên như nhấc con gà giọng đầu anh vào cái hòm gỗ máu mồm máu mũi anh ộc ra như xối mấy miếng bánh vừa nuốt trào ra miệng cùng với máu mỗi buổi chiều trước khi lên ô tô về lao hắn bắt tù xếp hàng ngang cởi hết áo quần để kiểm soát chỉ cần tìm thấy một miếng bánh một cái kẹo hắn cũng đánh cho máu chảy tràn mặt đi làm cả tháng trời mà chưa người tù nào ăn cắp nổi cái kẹo. Chân dẫm xéo lên đồ hộp, bánh kẹo, trong lúc thắt ruột, thắt gan vì đói, quả là một cực hình. Đội lùng có con chó bẹt rê to bằng con bê nhở, lông xám như lông chó sói và cũng thấp lùng như hắn. Hắn gọi con chó là Red. Con Red không rời hắn một bước, và là một tên tay sai vô cùng đắc lực trong việc hành hạ, đôn đốc kiểm soát tù nhân. Đứng từ xa, đội lùng nhìn thấy một anh tù nào đó trốn diệt làm việc uể oải hoặc lấy cắp một thứ gì đó. Hắn chỉ cần chỉ tay huyết lên một tiếng là con Rich lao vút đến, xô ngã anh ta xuống đất và cắn xé tả tơi anh ta. Có anh tù khiếp đảm con chó đến phát điên sở pốt cũng như sở cốp quan và lính làm việc đều là bọn pháp không có tên lính ngụy nào nhưng bọn sở pốt tuy là lính tráng nhưng đều có dáng công chức bộ diện tử tế lịch sự chúng không chửi mắng đánh đập tù ngay cả tên lính gác cũng vậy mặc dù tên này có bản mặt của tên gangster giải nghệ hắn nói với lượm Tao không thích đối xử với tụi mày như bọn kia. Hắn hất hàm trỏ sang bọn sợ cốt. Làm xong công việc, tụi mày có thể được nghỉ ngơi. Chỉ yêu cầu tụi mày không được tìm cách chạy trốn. Nếu chúng mày chạy trốn, tao buộc cái này phải lên tiếng đấy. Hắn vỗ vỗ bàn tay lông lá vào bán khẩu tiểu liên mát, nhúng dài nói thêm. Đừng làm cho nó phải nổi giận nhé lượm phiên dịch lại cho hai người tù lớn tuổi cùng đi làm với nó. Tên đội đến lấy tù đi làm tên là Biva, phụ trách văn thư của sở, hắn giao việc hàng ngày cho ba người tù. Hai người lớn gánh nước ngoài bến sông Hương, đổ đầy hai cái bể lớn xi măng phía sau khu vực nhà bếp. Lượm quét tước làm vệ sinh khu nhà ở nhà làm việc và thông ngôn. Giám đốc sở tên là Y Tai, đóng lon quan hai. Quan hai Y Tai đã đứng tuổi, người cao gầy, lưng gù gù, đầu hói, đeo kính cận. Y Tai có dáng dấp ông giáo trường làng hơn là sĩ quan quân đội diễn chinh. Y có vợ người Việt, một mụ me tây béo phục phịch hai vợ chồng ở một gian phòng lớn cuối dãy nhà làm việc. Hôm đầu tiên đến sở, quan hai y tai hỏi lượm. Tại sao em bị bắt? Người ta tin nghĩ tôi là liên lạc của Việt Minh, nhưng không phải. Y tai nhúng dài. Nếu đúng là liên lạc của Việt Minh cũng không sao. Ở Pháp, trong trận đại chiến vừa qua, cũng có nhiều thiếu niên lứa tuổi em là liên lạc của quân du kích. Buổi trưa, y cho ba người tù một ổ bánh mì lớn. Và cũng trong ngày hôm đó, ba người tìm được trong đống rác sau khu nhà bếp ba cái thùng giỏ đồ hộp đựng nước sông Hương mang về nhà lao. Hai người tù cùng đi làm cỏ về với lượm, một người tên Tụng, một người tên Bệnh. Tụng trạc ngoài 50 tuổi Bệnh mới sắp xỉ 30 Anh bệnh là ngư dân Sinh ra và lớn lên trên mặt nước đầm chuồng Một đầm nước mặn lớn nối liền với phá Tam Giang Người ta gọi anh là dân thủy điện Anh có gương mặt chất phát hiền lành Nửa người trên của anh bệnh dạm dở Không chút cân xứng với nửa người dưới Nhìn giống như hai mảnh thân thể của hai người chắp vào nhau riêng hai bàn tay anh to lớn một cách kỳ dị đen đúa nứt nẻ sần sùi những lớp chai dày cộp các đầu ngón tay mòn dẹt như bị mài nhìn những ngón tay anh lượm lấy làm lạ hỏi anh anh cho biết mới bảy tám tuổi ngày nào anh cũng phải ngâm mình dưới nước dùng mười ngón tay moi cát rong thành rẫy dài để bắt tôm rằng tôm sú Thoạt nhìn cũng đoán biết, cả đời anh chỉ quen sống trên thuyền, trên mặt nước. Anh đi trên mặt đất vụng về, lạch bạch như con vịt. Cả con người anh lúc nào cũng bốc lên mùi tanh tanh, mùi tôm cá, mùi lưới ướt, mùi lòng thuyền. Anh có phải là du kích không? Lượm hỏi. Không. Tôi chỉ chở thuyền cho các ông bồ đội địa phương huyền qua phả Tam Giang. Trong vùng có đứa chị điểm, bảo cho Tây. Rửa là lĩnh Tây đi cano vây bắt tôi đang làm nghề dựa phả. Tôi hẳn quán liều đàn vô đò tôi. Rửa là cả đò, cả lưỡi, cả đồ nghề làm ăn chìm hết. Chừ họ có thả tôi về thì cũng chết đói thôi chủ à. Còn đồ nghề mố nửa mà làm ăn. Anh nói, nét mặt buồn thiêu, nước mắt rơm rớm. Nhìn anh lượm thấy thương, cũng muốn khóc theo. Nó nói, cần cốc chi anh, tôi hẳn mà thà anh về. Anh trộn luôn lên núi đi về quốc đoàn, đánh chết chá tôi hẳn đi. Chứ chừng anh em mình lại gặp nhau trên nợ cũng nên. É rồi cũng phải để nước đỏ thôi chủ é à. mà anh nói mà mặt vẫn rầu rầu lượm nảy ra ý muốn được giúp đỡ bên vực che chở anh như với tụi thằng thúi thằng ngạnh thằng lanh nó thấy anh ta tuy lớn tuổi to xác mà còn khờ khạo hơn cả mấy đứa đó thân tù đi làm cỏ vê mà anh siêng năng như làm việc nhà đặt đòn gánh lên vai là anh chuối mặt chuối mũi gánh hết chuyến nước này đến tiếp chuyến nước khác gánh nào hai thùng nước cũng đầy ắp gánh suốt buổi sáng anh không nghĩ lấy một lần trong lúc đó lão tụng chỉ gánh hai thùng lưng lẻo và anh gánh được ba chuyến lão tụng mới gánh được một chuyến nhưng anh không hề có so bì thấy vậy lượm nổi cáu Răng anh dài rửa Việc chi mà anh phải nai lưng ra làm lấy một mình Để tôi nói với thằng đồi Tây Chia đều công việc Mọi người gánh một bệ Thôi chủ à Người ta yếu Mình mạnh đỡ đơn nhau mà Yếu hứ Lượm dằn giọng Biểu môi Giới lão tụng Không hiểu sao ngay hôm đầu tiên Lượm đã thấy ghét cay ghét đắng Tuy ngoài 50 tuổi, lão tụng còn khá lực lưỡng, nhưng lão cứ giả vờ giả dịch như ốm yếu lắm